Sau huyện Bến Lức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Úc tiếp tục đến khảo sát công tác xây dựng bệnh viện giả chiến tại ấp Bầu Sang, xã Đức Lập Hà, huyện Đức Hòa. Với diện tích mỗi xưởng 3.500 m2, quy mô xây dựng 1.600 giường, dự kiến ngày 1 tháng 8 2021 hoàn thành việc xây dựng một cơ sở với quy mô 800 giường. Cơ sở còn lại sẽ khẩn trương thi công hoàn thành trước ngày 5 tháng 8 2021. Việc khẩn trương xây dựng bệnh viện giả chiến sẽ góp phần phục vụ thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn quyện. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, huyện Đức Hòa đã tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 tại 85 doanh nghiệp với 9.890 liều, đạt 28,5% kế hoạch tỉnh giao.